Chúng tôi hiểu rằng chăm sóc sức khỏe hiện đại phải là một sự chăm sóc chu đáo, ân cần và kỹ lưỡng, cũng như việc thực hiện phải do các nhân viên y tế kinh nghiệm, chuyên nghiệp nhất nhằm mang lại những điều kiện chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân. Chất lượng cao, sự ân cần và nhân ái, cũng như việc chăm sóc nhiệt tình hiệu quả cho bạn và gia đình bạn là lời hứa và cũng là cam kết y khoa của chúng tôi. Ra đời với mục tiêu cung cấp dịch vụ y khoa chất lượng cao, ứng dụng công nghệ quản lý, khai thác dịch vụ y tế theo tiêu chuẩn y khoa của các nước phát triển, các chẩn đoán và điều trị dựa trên nền y học chứng, phục vụ bằng tình nhân ái và thái độ tận tâm, lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo chất lượng dịch vụ. Chúng tôi có mặt để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ y khoa chất lượng cao với mức chi phí phù hợp. Không ngừng nỗ lực để phục vụ cộng đồng tốt hơn và để đáp ứng nhu cầu của xã hội, thực hiện chính sách của nhà nước về việc giảm tải trọng bệnh nhân tại các bệnh viện lớn trong thành phố. Bệnh viện Hồng Đức ra đời được trang bị đồng bộ với kỹ thuật và công nghệ y khoa hiện đại nhất. Bệnh viện Hồng Đức tự hào với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, được đào tạo từ những trường đại học nổi tiếng trong và ngoài nước và các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực liên quan. Các bác sĩ làm việc theo nhóm rất hiệu quả, đảm bảo bệnh nhân được chăm sóc và điều trị bệnh tối ưu nhất. Với sứ mệnh thiêng liêng được chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người bệnh và không ngừng nuôi dưỡng niềm tin của cộng đồng. Bệnh viện Hồng Đức không ngừng hoàn thiện các chức năng điều trị, nâng cao tay nghề, kinh nghiệm cùng các kỹ thuật máy móc hiện đại nhằm cung cấp cho cộng đồng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện với chất lượng tốt nhất. Đến với Bệnh viện Hồng Đức, bạn sẽ yên tâm hơn về sức khỏe của người thân trong gia đình cũng như cho sức khỏe của chính bạn. Cung cấp đội ngũ nhân sự cho ngành y. Đội ngũ nhân sự ngành y do One Health cung cấp không chỉ chuyên nghiệp về năng lực mà còn trưởng thành về đạo đức nghề nghiệp, sẽ là chỗ dựa vững vàng để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Khám chữa bệnh là một trong những nhu cầu cấp thiết nhất hiện nay. Hiểu được điều đó, One Health triển khai cung cấp nguồn lực y tế bao gồm dược trung, điều dưỡng, nữ hộ sinh được đào tạo chuyên nghiệp, bảo đảm chuyên môn cao, đáp ứng đòi hỏi khám chữa bệnh ngày càng cao của xã hội. Do One Health cung cấp không chỉ chuyên nghiệp về năng lực mà còn trưởng thành về đạo đức nghề nghiệp, sẽ là chỗ dựa vững vàng để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Dịch vụ cung cấp dược phẩm cho bệnh viện, nhà thuốc là một thế mạnh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên One Health. Chúng tôi luôn cam kết mang đến cho quý khách hàng những dược phẩm y tế tốt nhất, được nhập từ nhiều quốc gia trên thế giới, với giá cả phù hợp đến bất ngờ. Tiêu chí hoạt động của chúng tôi là hợp tác để phát triển. Chúng tôi xem quý khách hàng là đối tác của mình, và những khó khăn của khách hàng cũng là nỗi lo lắng của chúng tôi. Chúng tôi luôn tin rằng, chỉ có hợp tác mới phát triển bền vững và lâu dài được. Cung cấp thiết bị máy tính, công nghệ phần mềm, quản lý cho các đơn vị hoạt động trong ngành y. One Health cung cấp hệ thống thiết bị máy tính, công nghệ phần mềm, quản lý cho các đơn vị hoạt động trong ngành y với chất lượng hoàn hảo nhất. Cùng với hệ thống thiết bị, công nghệ phần mềm tiên tiến hiện đại nhất hiện nay, One Health còn cung cấp các gói dịch vụ phù hợp, chính sách khách hàng nhiều ưu đãi, sẽ là địa điểm nhiều tin cậy cho đối tác khách hàng lựa chọn và tin dùng. Tạp chí One Health chính thức ra đời ngày 16 tháng 7, 2011, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự mở rộng chiến lược phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên One Health. Sức khỏe là vàng, và điều đó được hiểu như một chân lý vĩnh cửu của cuộc sống. Vì vậy, sự ra đời của tạp chí One Health được xem là bức thông điệp nhiều ý nghĩa về giá trị cuộc sống mà chúng tôi muốn gửi gắm đến quý khách hàng. One Health là tạp chí chuyên ngành về ngành y với nhiều chuyên mục thiết thực hấp dẫn như sức khỏe bà mẹ, trẻ em, thực phẩm dinh dưỡng, sức khỏe giới tính, sức khỏe người cao tuổi, cây thuốc gia đình, thông tin y học, bác sĩ tư vấn, v.v. nhằm cung cấp những kiến thức bổ ích, những kinh nghiệm quý báu về sức khỏe cộng đồng, đồng thời là dịch vụ tư vấn tối ưu về các vấn đề liên quan đến sức khỏe của cả gia đình bạn. Ngoài ra, One Health còn là nơi để các bác sĩ tâm sự về chuyện nghề và là nơi các bệnh nhân gửi lời tri ân của mình đến các y bác sĩ. One Health được phát hành hàng tháng với những chủ đề hot nhất về sức khỏe y tế cộng đồng. Với nhiều tâm huyết, ban biên tập tạp chí luôn nỗ lực hết mình để One Health luôn mang lại những thông tin bổ ích và ngày càng chất lượng hơn đối với độc giả. An tâm tận hưởng cuộc sống. Đến với One Health, bạn sẽ cảm nhận sự phục vụ và chăm sóc tận tình của toàn thể đội ngũ nhân viên. Sinh ra để phục vụ, để cùng bệnh nhân giảm thiểu lo lắng và nỗi đau về bệnh tật. One Health là mái nhà chung
là người phục vụ tận tụy nhất cho bạn và những người thân. Nụ cười, niềm hạnh phúc của bạn và những người thân là phần thưởng cao quý và vô giá với chúng tôi.